À, xin chào quý vị nhà đầu tư rất vui được gặp lại quý vị nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay uh, chương trình uh, của cuộc thi my portfolio do uh, cộng đồng cố vấn tài chính việt nam VWA tổ chức và jbnv và hsc là nhà tài trợ kim cương kèm theo các nhà tài trợ khác afa hoặc G group hôm nay chúng ta rất vui được trao đổi với bạn uh, nguyễn khánh bạn uh, đang học ở bên uh, úc và đã có 2 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam bạn cũng có chia sẻ là bạn cũng có một số kinh nghiệm đầu tư trước đó và lát thì sẽ có một cái video giới thiệu với bạn khánh thì du cũng rất vui được đồng hành cùng quý vị nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay và cũng rất mong là chương trình sẽ nhận được thêm những cái góp ý của quý vị nhà đầu tư về uh, danh mục đầu tư phong cách đầu tư của bạn khánh để giúp bạn hoàn thiện thêm phương pháp vì dù sao bạn là một sinh viên năm thứ ba và cái tương lai của sự nghiệp còn ở trước rất là dài bạn cũng hy vọng nhận được rất nhiều cái lời góp ý của các anh chị để hoàn thiện phương pháp hoàn thiện uh, nguyên tắc đầu tư của mình À, trước hết thì chúng ta sẽ đến với cái video giới thiệu về bạn Khánh trước Rồi sau đấy thì Du cùng Khánh sẽ trao đổi để các anh chị hiểu rõ các phương pháp đầu tư của bạn Khánh Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam VWA sẽ tổ chức cuộc thi My Portfolio danh mục đầu tư nhằm mục tiêu chuẩn hóa phương pháp xây dựng danh mục cổ phiếu để mọi người có thể đưa ra các quan điểm xây dựng danh mục và đánh giá hiệu quả việc đa dạng hóa danh mục của bản thân, từ đó đóng góp tri thức, kinh nghiệm cho cộng đồng. Cuộc thi diễn ra từ ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến hết 12 tháng 9 năm 2024. Tất cả thành viên trong và ngoài nước đều được tham gia dự thi theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và các thí sinh tham dự cuộc thi đều có cơ hội nhận vé tham dự chương trình. top đầu tư gì cuối năm 2024 tổ chức trực tiếp tại thành phố Hà Nội. top đầu tư gì là sự kiện lớn nhất của cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam. Mỗi năm đều thu hút hơn 200 khách mời tham dự trực tiếp và hơn 400.000 lượt xem trực tuyến. Truy cập group cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam hoặc quét mã QR code trên màn hình để cập nhật thông tin về thể lệ và tham dự cuộc thi My Portfolio cùng các thông tin mới nhất về WeTalk. Em xin chào mọi người của kênh Tài chính Kinh doanh. Em là Nguyễn Khánh, một du học sinh ở Brisbane, Úc ạ. Em từ thực tập môi giới ở Việt Nam nên có chút ít kinh nghiệm trong mảng đầu tư chứng khoán. Và hôm nay em rất vinh dự khi được có mặt cùng chương trình để chia sẻ nội dung về bài viết dự thi My Portfolio danh mục của tôi năm 2024 ạ. Em thường xuyên xem YouTube và lướt fanpage Facebook của cộng đồng VWA nhà mình thông qua những bài viết của anh chị dự thi thì em đã được biết đến và có cơ hội chia sẻ về quá trình đầu tư cũng như những bài học em nhận ra trong quá trình quản lý danh mục quản lý rủi ro cũng như tài chính cá nhân trong quá trình làm bài dự thi thì em thấy khó khăn trong việc lựa chọn danh mục đầu tư bởi vì mỗi người có một khẩu vị rủi ro khác nhau và bài viết của mình nên tiếp cận đến nhiều người nhất có thể nhưng em tin là một bài viết dành nhiều tâm huyết và có những thông tin giá trị trong đó sẽ được nhiều người tương tác và dựa theo gợi ý của anh long phan thì em đã có những định hướng rõ ràng để phát triển bài viết của mình. Trong khoảng 2 năm đầu tư tài chính cũng như bao người, em cũng gặp khó khăn trong việc xác định phong cách đầu tư và cũng có những thua lỗ nhất định. May mắn thay, những thua lỗ từ sớm đã giúp em nhận ra mình cần phải học hỏi rất nhiều từ nhiều nguồn khác nhau và vì lúc đó vẫn là trong đợt dịch nên em đã có thời gian để tự học, xem YouTube cũng như đọc thêm sách về đầu tư. Em nhận ra rằng mình không được đi theo những gì hào nhoáng ở trên mạng xã hội. Bởi vì ở trên đấy, người ta khoe lỗ thì ít mà khoe lãi thì nhiều dẫn đến tâm lý đám đông rằng ai cũng có thể làm giàu từ chứng khoán. Năm 2022, chính em đã bị ảnh hưởng bởi tâm lý này và có những quyết định tài chính sai lầm. Bài học tốt nhất đối với em là đầu tư vào chính khả năng của mình, khả năng phân tích, nhận định vì đây là cách để giảm thiểu rủi ro thua lỗ nhất. Em nghĩ rằng với nhà đầu tư cá nhân, nếu mà mình tự đầu tư, chúng ta nên có tâm lý là đầu tư chứng khoán, chứ không phải là chơi chứng khoán và nằm giữ cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Quan trọng nhất là nằm ở tâm lý và tư duy phải tin vào những gì mà mình đã nhận định và em tin rằng những người kiếm được tiền từ chứng khoán là những người có tâm lý vững chắc nhất và có một kỷ luật. Sau khi dự thi, em cũng mong muốn mình giành được một giải thưởng bởi vì là một người tham gia thì em nghĩ ai cũng mang cho mình một tâm lý chiến thắng. Nhưng em cũng rất vui vì mình đã đóng góp trong cộng đồng VWA của chương trình. Ờ, mời Khánh thì anh cũng có xem cái danh mục đầu tư của Khánh ấy. Thì Khánh có thể sâu qua lại cái cái bài tham gia của Khánh với mọi người và chia sẻ về các cái bước mà Khánh làm với danh mục của mình. Thứ nhất là ví dụ như Khánh xác định về khẩu vị rủi ro của bản thân. Thứ hai là xác định các cái cổ phiếu trong danh mục và thứ ba là cái cách mà mình vận hành danh mục. Vì xây danh mục thì nó cũng là một cái bộ nguyên tắc và vận hành nó cũng là một cái rất là quan trọng bởi vì trên thị trường chúng ta thấy là có nhiều cái biến cố, nhiều cái cú sụt bất ngờ thị trường hoặc những cái tin tức bất lợi của từng doanh nghiệp thì Khánh có thể chia sẻ sơ bộ qua những cái mà khá nhanh về trao đổi rồi sau đấy chúng ta sẽ trao đổi thêm về cái cách để mà làm sâu thêm các cái góc cạnh đấy Dạ vâng Em xin chào mọi người của kênh Tài chính Kinh doanh ạ à, Trước khi mà tìm được cổ phiếu thì em nghĩ là là xác định hồ sơ rủi ro hồ sơ rủi ro của mình là điều tốt nhất Điều này có thể ảnh hưởng đến những cổ phiếu mà mình sẽ chọn và mọi người có thể làm những điều này trên topi để tìm hiểu khẩu rủi ro của mình và với em em là một người thích tăng trưởng nên em sẽ chọn chấp nhận rủi ro cao để đem lại lợi nhuận tiềm năng cao khi xây dựng danh mục đầu tư thì em sẽ suy nghĩ về biến động rủi ro vĩ mô trước nhưng mà em sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào các yếu tố như lãi suất lạm phát gdp còn em sẽ không tập trung quá nhiều bởi vì vì em không nghĩ là mình có đủ kiến thức để mình ừ. có thể ăn hiểu hết về thị trường vĩ mô. Tiếp theo đó, vì em xác định bây giờ mình là một người theo xu hướng tăng trưởng. Với từng cổ phiếu thì em sẽ phân tích rủi ro ngành riêng và đặc thù của cổ phiếu đó. Em sẽ ưu tiên những cổ phiếu đầu ngành bởi vì nó giống như là những viên kim cương đã được khảm qua. Ừ. Và em có một bộ lọc cổ phiếu riêng cho riêng mình và có thể thấy ở ở trên post của em ạ đó chính là tăng ừ. trưởng lợi nhuận sau thế 10% so với quý trước và 20% so với cùng kỳ năm ngoái tiếp theo đó là tăng trưởng FPS 10% so với cùng kỳ tiếp theo là được quỹ đầu tư mua dòng trong 3 đến 6 tháng gần đây và cuối cùng là nợ vay dòng trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 100% để nói về bốn yếu tố này thì em chọn các yếu tố này vì nó đảm bảo được yếu tố tăng trưởng hoạt động kinh doanh ừ. đang hồi phục có sức khỏe tài chính tốt và hiệu quả hoạt động cao và được sự bảo hộ từ các quỹ đầu tư. Hiện tại thì em không dùng ROE bởi vì thị trường đang ở trong chu kỳ hồi phục à phục hồi. Nên có những cổ phiếu có ROE rất thấp như WG năm 2023 có ROE chỉ là 1% hay như HPG có ROE chỉ chỉ có 7% giảm rất nhiều từ mức 46% từ năm 2021. Và sau khi em đọc báo cáo tài chính, đọc báo tài chính và sử dụng bộ lọc thì em đã lọc được ra hai cổ phiếu mà em thấy khá là tin tưởng cổ phiếu đầu tiên là HPG chắc chắn là một cổ phiếu quốc dân vì chắc chắn rất nhiều người biết đến cổ phiếu này và biết được chứng khoán vì nó ừ. em có thể giải thích vì sao em lại chọn thế giới động 50 trong khi Hòa Phát và các cổ phiếu khác thì tỷ trọng có 20 phần trăm và chứng chỉ quỹ 10 phần trăm không em chọn MWG 50 trăm tại vì nó có tăng trưởng nổi bật hơn hẳn so với Hòa Phát khi lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ từ quý 2023 là từ 17 tỷ lên đến 1.172 tỷ và đã có hai quý tăng trưởng cực kỳ tốt hơn 1.000 tỷ đồng hơn nữa là em xem được ban lãnh đạo là chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã tài cấu trúc lại các cửa hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm và đó là một kế hoạch rất hiệu quả cho đến hiện nay ạ nhất là phương pháp của khánh thì uh, quý vị có thể hiểu nhất là khánh, khánh xác định khẩu vị rủi ro vì về dung nhất là hợp lý bản thân mỗi người đều phải xác định xem là mình rủi ro thấp rủi ro vừa hay là cao hay rất cao ngày xưa thì cái anh du hay xác định theo cái uh, đối với khách hàng mình cũng hay xác định theo cách là hỏi khách hàng xem là so lãi suất tiết kiệm ví dụ như anh chịu uh, rủi ro thấp là xác định là không mất tiền tức là phải ít nhất phải bằng lãi suất tiết kiệm tôi muốn kỳ vọng như thế và không mất tiền rủi ro vừa vừa là xác định là mất uh, bằng lãi suất tiết kiệm rủi ro cao là chấp nhận là mất gấp đôi lãi suất tiết kiệm, Ví dụ lãi suất tiết kiệm đang năm đang 7% thì mình chấp nhận mất 15% đấy là cao. Còn rất cao tức là chấp nhận là mất 50% tài khoản hoặc thậm chí mất trắng. Đúng không? Thì sau khi mình xác định khẩu vị rủi ro thì mình sẽ chọn là à cái nhóm cổ phiếu này nó phù hợp với mình. Giống như chúng ta xác định bản thân chúng ta là chúng ta xác định nguyên tắc cuộc sống như nào chúng ta chọn nhóm bạn để chơi. Còn nếu chúng ta xác định là rủi ro vừa vừa thì sẽ không chơi những nhóm bạn nó quá rủi ro đúng không? Cái cách cái bước thứ hai mà khánh xác định là khánh xác định các cái yếu tố vĩ mô tức là xác định xem là gdp lạm phát lãi suất như nào thì để bạn ấy biết cái xu hướng vĩ mô và do khánh cũng nói là khánh cũng chưa có nhiều kiến thức về vĩ mô nên khánh sẽ chọn khoảng ba tiêu chí đó đúng không nhất là lãi suất thứ hai là gdp thứ ba là lạm phát à bản chất thì thực ra lạm phát lãi suất thì nó gần như là một thôi vì hai cái nó liên thông với nhau thì cái như anh cũng hoàn toàn ủng hộ thôi bởi vì nếu mà chúng ta chưa phân tích sâu vĩ mô chúng ta càng càng nghe nhiều càng phân tích nhiều chắc chắn là chúng ta sẽ càng bị tò hỏa nhầm ma bởi vì nhiều khi các yếu tố vĩ mô nó mỗi yếu tố nó lại ở một cái góc nhìn khác nhau ấy, và nó khiến chúng ta không ra quyết định đâu à, thứ ba là khánh bắt đầu chọn những cổ phiếu đầu ngành của các cái nhóm ngành mà khánh nghĩ là có tốc độ tăng trưởng và cái cái mức độ quan tâm Uh, cao tức là dựa trên tốc độ tăng, tăng trưởng doanh thu lợi nhuận và đây nếu mà thấy thì có thể là chúng ta hiểu là khánh đang chọn cổ phiếu trên cái cái tốc độ tăng trưởng là cái ưu tiên nhất ví dụ như thế giới động năm trước thì lợi nhuận suy giảm mạnh năm nay uh, kỳ vọng doanh thu lợi nhuận tăng trưởng trở lại thì nó tăng trưởng về phần trăm tăng chắc là nhiều nghìn phần trăm đấy rồi sau đấy thì đến những cổ phiếu như hòa phát rồi uh, chứng chỉ quỹ Đấy thì anh anh tạm tóm tắt lại như thế để khán giả hiểu cái phương pháp của khánh còn tiếp tục khánh có thể tiếp tục cổ phiếu cuối cùng mà trong danh mục. mà hiện tại em có là FPT, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu ngành Việt Nam. Ừ. Nếu mà theo tiêu chí lọc thì nó sẽ đang đang nằm ngoài tiêu chí lọc của em. Nhưng em chọn FPT bởi vì biên lợi nhuận gộp của FPT luôn tăng trưởng ở duy trì ở mức 20% một năm. Và hơn thế nữa, <laughs> tính từ năm 2021 thì lợi nhuận gộp tăng trưởng từ quý 1 2021 đến quý mươi 2024 là từ 2.000 2.800 tỷ lên 5.600 tỷ cho thấy sự ổn định của FPT ạ. Hơn nữa, FPT có một lịch sử trả cổ tức rất đều đặn trong 10 năm gần đây ạ. Và đối với những người thích ăn cổ tức và có một dòng tiền đều đặn thì em nghĩ FPT là một lựa chọn hàng đầu. Đây cũng là một cổ phiếu đối với em là vừa là tấn công mà cũng là phòng thủ. Vừa có sự tăng trưởng ổn định và vừa trả tổ cổ tức cao nên em chọn FPT ạ. Ừ, rồi cảm ơn Khánh thì thực ra cá nhân nhân anh cũng hoàn toàn ủng hộ FPT thôi bởi vì nó là cổ phiếu tăng trưởng đều đặn hàng năm. Trước đây tốc độ tăng trưởng của FPT trong 10 năm qua khoảng trên 10%. Bây giờ nó tăng tốc lên tầm 18 đến năm là rất rất kinh khủng vì không phải công ty nào cũng duy trì tốc độ đấy. Thứ hai cổ tức thì đúng là FPT trả rất đều đặn bằng tiền bằng cổ phiếu. Cổ đông mua xong thì chỉ có ngồi nhận thôi. Chứ không phải nộp tiền phát hành thêm hay làm cái gì khác áp lực cả. À, nhân tiện đây Khánh có thể chia sẻ là Khánh thường có cái nguyên tắc là chọn bao nhiêu cổ phiếu trong danh mục cũng... Tức là em phải có nguyên tắc tối đa là bao nhiêu cổ phiếu trong danh mục mình không? Em chỉ chọn tối đa là có 3 đến 5 cổ phiếu ừ, thôi ạ. tối đa là 5. Đúng không? Tối đa là 5 cổ phiếu không bao giờ vượt quá và cũng cái nguyên tắc phân bổ thì một cổ phiếu tỷ trọng tối đa em có nguyên tắc là bao nhiêu phần trăm ví dụ 50 phần trăm tối đa hay là có thể lên đến 70 phần trăm hay là bao nhiêu phần trăm thì nguyên ừ. nguyên tắc của em sẽ là đến mức tầm 50 đến 70 phần trăm là tối đa là một cổ phiếu tối đa tối đa cho một cổ phiếu ví dụ như là danh mục của em đang là 50 phần trăm dành cho một HLG, bởi vì em nhận thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang cao hơn hẳn so với HPG chẳng hạn vì HPG đang có rủi ro ngành khá lớn đến từ giá thép bên ngoài. Ừ. Thật ra cái mà việc phân bổ tỷ trọng nó lệch về một cổ phiếu thì nó cũng tốt trong trường hợp mà mà Khánh chọn là cổ phiếu nó thực sự ưng ý và nó tăng trưởng mạnh mẽ thật. Nhưng mà anh cũng chia sẻ thật là nó cũng có nhiều tình huống là mình chọn nhầm cổ phiếu và nó lại thành gánh nặng cho danh mục. Bởi vì anh đã từng tư vấn và gặp rất nhiều khách hàng trong danh mục có đến 10 hoặc 20 cổ phiếu và một vài cổ phiếu tăng trần nhưng mà ngày đấy vẫn buồn bởi vì cái cổ phiếu tăng trần thì trọng rất là thấp còn cái cổ phiếu mà nó giảm nhẹ hoặc giảm sàn ấy thì nó lại chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục và nó khiến cho danh mục thì nếu mà để khoe thì thì tài khoản nhìn vẫn đẹp Vì che cổ phiếu lỗ đi nhưng mà nhìn thực tế tài khoản ngày đấy vẫn âm nên là à, cá nhân cá nhân anh cũng đã từng trải qua những cái đấy và anh về sau anh chọn nguyên tắc là chấp nhận phân bổ đều với những năm cổ phiếu mỗi con 20% và trong trường hợp mà tối đa lắm thì 30% thôi chứ không quá thiên lệch bởi vì nó tránh tình trạng là mình yêu thích cổ phiếu thì cá nhân anh cũng nghĩ rằng dân cơ bản dân kỹ thuật thì cũng, cũng sẽ đến lúc mình yêu cổ phiếu khi mình đã ngắm đồ thị nhiều hoặc là mình mình phân tích nhiều mà mình cảm thấy cổ phiếu đấy rất hợp rất rất thích rồi thì chắc chắn là sẽ sẽ dễ dẫn đến tình trạng mình yêu nó và khi đã yêu thì sẽ rất mù quáng mình sẽ phân bổ quá nhiều và và không cắt lỗ được và thậm chí là nó càng lỗ khi là phân bổ thêm thì anh cũng cũng chia sẻ như thế để khánh có thể là cân nhắc lại sau này mình có một cái nguyên tắc ví dụ như cổ phiếu tối đa là bốn mươi thì em có ba cổ mà hai con 40, một con 20 hoặc là một con 40, 30, 20 đấy giống như một đội bóng ấy, em phải có đội hình 252 hoặc là 334 là mình phải xác định là không thay đổi còn không phải là mình ngẫu hứng nên nó lên 70 được thì em cũng có thể cho nó lên 90 được rồi sẽ có một ngày danh mục em 90 trăm và một cổ phiếu vào 10 phần trăm hai cổ phiếu còn lại thì nó cực kỳ nguy hiểm à, về cái cái cách mà Khánh uh, đầu tư trên thị trường thì uh, ngoài cái tỷ trọng tỷ trọng phân bổ của cổ phiếu ấy, thì cái tỷ trọng của danh mục ấy thì như như anh biết là khánh không dùng margin thì cái tỷ trọng của danh mục ví dụ như một phần trăm khi nào khánh có trăm cổ phiếu và khi nào là thấp nhất là khánh dựa vào cái gì để mà phân bổ khi nào là đổ một phần tiền vào cổ phiếu khi nào mà 20% phần trăm hay ba phần trăm danh mục thôi khánh có thể chia sẻ được không mức thấp nhất khi em nắm giữ cổ phiếu sẽ là tầm từ 70% phần trăm đến 80% phần tại vì em sẽ xác để định tưởng chu... vâng em xác định chu chu kỳ của thị trường nếu mà em cảm thấy thị trường đang gặp nhiều rủi ro biến động thì em sẽ nâng tỷ trọng tiền mặt lên. Còn khi ừ. nào mà em cảm thấy những tín hiệu về thị trường nó đang phục hồi thì em sẽ giảm tỷ trọng tiền mặt xuống và nâng sở hữu của cổ phiếu lên ạ Em thường xác định xác định cái chu kỳ đấy nó bằng bằng những cái tín hiệu kỹ thuật là em có thể chia sẻ cho các khán giả của kênh tài chính doanh nắm được không? Thì em sẽ xem là xem ở các cổ phiếu đầu ngành nếu mà lợi nhuận của quý trước mà giảm so với cùng kỳ ở nhiều ngày khác nhau thì em nghĩ đấy là một tín hiệu xấu cho thị trường ừ. và dựa trên những tín hiệu kỹ thuật như là MACD chẳng hạn nếu mà nó có xu hướng sẽ cắt xuống MACD ừ, MACD, MACD. Ừ. MCD cắt xuống kết hợp với cả yếu tố đấy thì em sẽ nghĩ là thị trường nó đang vào một chu kỳ down trend ừ. còn ngoài tru... MACD em còn dùng thêm những cái Đã... tín hiệu này em có thể chia sẻ mọi với... người Ngoài MACD thì em có dùng cả EMA và ISI Em nghĩ là mình nên sử dụng một số lượng RSI à, báo... đúng không? Tiếng Việt này đi cho mọi người dễ hiểu rồi Với lại vâng. đường EMA đường chúng mình động vâng. Đường trung bình giản đỡ, đường trung bình có khối lượng EMA đúng không? Vâng Em nghĩ vâng. là với phân tích kỹ thuật thì mình nên có một số lượng chỉ báo nhất định chứ không nên sử dụng nhiều quá Nên em sử dụng đấy là ba ừ. ba yếu tố cho phân, phân tích kỹ thuật Tức là như thế mọi người có thể hiểu là phương pháp của Khánh thì là phương pháp cũng khá tổng hợp, bạn ấy cũng đi theo chọn lượng cổ phiếu theo cơ bản. Nhưng mà phân bổ tỷ trọng danh mục và ấy thì theo thị trường, tức là cũng theo yếu tố xu hướng, dùng phân tích kỹ thuật để xác định là khi nào xu hướng tốt tôi sẽ phân bổ nhiều cổ phiếu, khi nào xu hướng nó tiêu cực thì tôi giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu đi và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn. Thì dùng ý phương pháp đấy nó hoàn toàn là hợp lý và bình thường. Tức là bạn ấy không là phải là một nhà đầu tư thụ động đầu tư và nắm giữ chung và dài hạn và chấp nhận mọi biến cố tức là cũng có nhảy ra nhảy vào để giảm tỷ trọng nhưng mà cái theo góc nhìn của, của, cá nhân anh ấy, thì đôi khi cái tỷ trọng mà em để thấp nhất 70-80% thì nó cũng hơi hơi nhiều với một cái thị trường mà nó có những cái cú biến động trung hạn ví dụ như 2022 thì chắc chắn là nó sẽ gây ra những cái mất mát tức là mất lợi nhuận thôi anh nghĩ là vì em đã chốt được một phần ở trên mà em không dùng margin thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều nhưng mà cá nhân anh thì có những lúc mà giảm phải đến 30 đến thậm chí 20 phần trăm và có những lúc tiêu cực quá thì 10 phần trăm tức là 90 phần trăm là tiền mặt là mình phải chấp nhận có những lúc mình phải chấp nhận như thế nhưng mà những cái đấy cũng ít xảy ra bởi vì nó phải là những cú biến động rất là lớn và mình mình cảm nhận nó quá rủi ro thì mình xác định còn thường anh cũng sẽ, sẽ giữ bình thường 50-50 50 trăm cổ 50 trăm tiền trong cái bối cảnh mà mình nghĩ nó tiêu cực hoặc là bối cảnh mình nghĩ là nó không đoán định được Khánh có cái câu hỏi nó hay là cái cái chia sẻ gì với các anh chị ở kênh tài chính kinh doanh nhá về cái, cái 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 nguyện vọng của em khi tham gia cuộc thi này là gì lớn nhất là gì? Đã. em tham gia cuộc thi cũng về tâm lý là cũng là một người mong muốn có sự chiến thắng. Ừ. Nhưng mà em cũng rất vui vì mình đã đóng góp được cho cộng đồng nhà mình với một bài post là <laughs> em thấy mình đã có đem lại giá trị cho mọi người bởi vì để em cũng đã dành hết cả tâm huyết và sự đầu tư của em vào trong bài post này Nên em rất vui ừ. vì mọi người đã đọc ạ Anh nghĩ là rất thành thật, thứ nhất là thi là phải thể thắng, đúng không? Thứ hai là cũng muốn đóng góp cho cộng đồng Và thứ ba là cũng là một cái cơ hội để giao lưu với mọi người Và để sau này mình có một cái sự nghiệp tương lai Biết đâu này, sau này này là về làm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Hoặc là về AFP Capital làm thì sao đúng không? thì anh cũng cũng rất chúc mừng em mặc dù thì anh cũng nghĩ là các các nguyên tắc em xây nó cũng có một số cái thì anh cũng có góp ý để em hoàn thiện thôi còn anh nghĩ là không có gì đúng cái gì sai cả vì với góc nhìn uh, kiểu là học thuật thì có thể nó chưa chưa như kỳ vọng các anh chị chuyên môn nhưng mà về hiệu quả thì anh thấy là rất là tốt và biết đâu thì những cái gì xuất sắc thì nó chưa chắc nó theo những cái nguyên tắc cơ bản nó có thể có những sự sáng tạo mới nhưng anh nghĩ là về mặt uh, thị trường tài chính ấy, để tồn tại lâu dài thì mình nên tuân thủ một số cái nguyên tắc tức là một số cái cái làn danh đỏ mình đưa ra một số cái nguyên tắc gạch đầu dòng ngay từ đầu về số lượng cổ phiếu tỷ trọng danh mục cách uh, thêm cổ phiếu mới loại cổ phiếu ra rồi cách chúng ta uh, chuyển đổi cổ phiếu làm sao để uh, nó có thể tồn tại với mọi cái bối cảnh thì anh nghĩ là cái nghề quản trị danh mục là cái nghề rất là khó trong ngày dễ lựa chọn cổ phiếu rất là khó lựa chọn cổ đầu tư khó nhưng mà quản trị cái danh mục đấy để đem lại kết quả cuối cùng giống như anh có trao đổi với khánh là nếu mà chúng ta có một đội bóng có nhiều ngôi sao xuất sắc đúng không ghi bàn nhưng mà cuối cùng đội bóng ấy vẫn thua thì cái người huấn luyện viên là chúng ta thì anh hay ví cái, cái, cái với các bạn là người quản lý danh mục giống như huấn luyện viên chúng ta có Mười mấy cầu thủ trong tay làm sao để nó đạt cái kết quả cuối cùng đấy là cái quan trọng nhất còn có thể cầu thủ này chưa xuất sắc nhưng mà các cầu thủ bình bình nhau cũng được nhưng mà kết quả cuối cùng nó lại là tốt và vô địch thì nó vẫn là cái kết quả đáng mong đợi nhất thay vì là chúng ta chọn một hai cổ phiếu xuất sắc nhưng mà cái kết quả cuối cùng danh mục nó có thể bị ảnh hưởng à, nhân đây thì khánh có lời chúc thì cho các anh chị kênh tài chính kinh doanh nhá và khánh có thể Uh, chia sẻ là khi nào Khánh uh, có thể về Việt Nam không? Vì chắc chắn là chương trình We Talk được tới tổ chức ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội thì chắc chắn là Khánh cũng được giải hay không thì Khánh cũng không thể về tham gia được đúng không? Thì uh, Khánh có chia sẻ là khi nào Khánh về Việt Nam mà có cơ hội giao lưu với mọi người không? Biết đâu lại có một chương trình nào đấy để mời các bạn lên để chia sẻ vào một dịp đấy các bạn về Việt Nam. À, hiện tại thì em đang ở Úc thì cũng là trong kỳ học nên em hiện tại chưa thể về Việt Nam và tham dự We Talk được. Nhưng mà nếu năm sau có cơ hội thì em nghĩ em sẽ tham gia sau ạ và ừ. em nghĩ là trong đầu tư với tất cả mọi người hay những người muốn tham gia đầu tư thì trước hết mình phải có một phương pháp đầu tư tốt và phải có một tính kỷ luật cao tại vì trong đầu tư em nghĩ là kỷ luật là tính đức tính quan trọng nhất em phải gọi là đức tính ạ đúng rồi chúng ta phải có kỷ luật phải không được đi theo xu hướng của đám đông ít và nhận được và chỉ nhận những lời khuyên từ những người mà mình thực sự tin tưởng hoặc và phải có những phân tích nhất định của chính mình nữa chứ không được thì chỉ là tin tưởng hẳn một phía và có đánh giá từ phía mình nữa Thực ra cá nhân Du thì hoàn toàn nhất trí với em Khánh thôi tại vì cá Du nghĩ là trong cuộc sống hay là công việc hay là đầu tư kỷ luật là cái quan trọng đúng không? Trong cuộc sống của chúng ta, trong thể thao thôi chúng ta không kỷ luật ví dụ như chạy bộ thôi mà không kỷ luật vài hôm là lại ngủ không không dậy chạy ngay hoặc là nhậu nhẹt cũng thế thôi không có nguyên tắc là sẽ đi nhậu suốt ngày rồi trong công việc thì không có kỷ luật là chắc chắn là không hoàn thành đến like đâu, không hoàn thành công việc đâu. Trong đầu tư mà không kỷ luật thì sớm hay muộn thì cũng 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 sẽ có lúc mất hết tiền, thực sự là như thế. Nên là cá nhân Du nghĩ rằng với các anh chị dân tình kinh doanh thì chắc là kiến thức, kinh nghiệm hay là trải nghiệm mọi người cũng có rất nhiều rồi nhưng mà cái Du nghĩ là cái khó nhất đúng là kỷ luật, tức là nó không chỉ là cái mình viết ra, mình thực hành mà mình phải luyện được và phải tuân thủ. Ngày xưa hồi còn trẻ mình cứ nghĩ là tất cả các cuộc vui hay tất cả các cái các cái lời mời mình tham gia đấy là bản lĩnh nhưng mà sau này mình mới biết là thực ra khi mình từ chối mới là bản lĩnh tức là sẽ có những cái nó không không thuộc cái cái phạm trù mà mình mong muốn tức là mình phải có những cái làn danh đỏ như anh nói là mình không tham gia những cái đấy thì mình sẽ từ chối ngay lập tức thì sau này mình mới thấy là đúng là từ chối một lời mời hay là một cái lời đề nghị nào với là bản lĩnh chứ không phải là cứ mọi thứ là mình bản lĩnh ngoài thế giới này có hàng triệu người cũng không thể yêu tất cả được trên sàn có hơn nghìn cổ phiếu cũng không thể ôm tất cả vào danh mục nên là mọi cuộc vui cũng thế mỗi một ngày có bao nhiêu cuộc vui cũng chúng ta tham gia hết thế nên là dung nghĩa là với danh mục đầu tư cũng thế như cách của khánh dung nghĩa rất hợp lý mình chọn những cái khẩu bị rủi ro và những cái gì hợp nhất với mình nó phù hợp thì mình mình chọn còn đừng quan tâm đến đến nồi cơm người khác đấy một nguyên tắc quan trọng trong đầu tư là không quan tâm nồi cơm người khác đôi khi nguyên tắc của chúng ta đúng danh mục của chúng ta chọn đúng nhưng vì chúng ta nhìn thấy danh mục của người bạn và thấy nó tăng rất là mạnh chúng ta sốt ruột chúng ta bảo nguyên tắc chúng ta như này không ổn chúng ta đổi cổ phiếu chúng ta sang các phiếu đầu cơ mạnh mẽ hơn chúng ta bỏ hết các nguyên tắc cũ và đấy chính là cái mà cái Du thấy rất nhiều nhà đầu tư đã bị thất bại vì thế thế nên là nếu mà mình đã xây một phương pháp cho riêng mình một nguyên tắc cho riêng mình và một cái kỷ luật cho riêng mình thì cứ tuân thủ nó và nếu có sửa thì cũng chỉ sửa cho riêng mình thôi chứ không phải vì người khác ta mình sửa để mình hoàn thiện chính mình thôi danh mục của mình chứ đừng vì bạn bè mình hay là một hai anh chị ở đấy ở trong nghề nghề tài chính khoe danh mục khoe khoe tài sản mà mình lại phải thay đổi theo thì cũng rất cảm ơn Khánh đã tham gia buổi trao đổi hôm nay và qua chương trình này cá nhân Du hay là cộng đồng cố vấn tài chính hay anh, anh Long anh Tuấn cũng mong muốn là các anh chị có thêm những đóng góp để các bạn học viên các bạn tham gia cuộc thi có thêm nhiều cái góc nhìn và để hoàn thiện phương pháp của mình cũng chúc cho Khánh là học hành thật tốt và sớm lấy được các cái bằng cấp bên úc về và sớm về giúp cho ngành tài chính Việt Nam phát triển nhiều hơn Cảm ơn Khánh nhiều nhé. Làm thế nào để nhà đầu tư tạo được danh mục tốt và quản trị danh mục đầu tư để sinh ra lợi nhuận đều đạn? Chương trình đào tạo quản lý danh mục đầu tư My Portfolio cấp độ 3 CWP chính là câu trả lời dành cho bạn. Với My Portfolio, người tham gia sẽ có cơ hội được sót xét danh mục đầu tư thực tế của bản thân, tiếp cận với các sản phẩm tài chính, đầu tư từ các cố vấn tài chính và quỹ đầu tư chính thống và chuyên nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin, anh chị vui lòng truy cập đường link dưới phần mô tả hoặc online Zalo 094 238 -6611 rủi ro từ những biến động thị trường, thay đổi chính sách có tác động lớn đến xu hướng tăng trưởng của thị trường tài chính. Làm sao để dự báo được những rủi ro này? Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư MAI là chương trình đào tạo giúp bạn nhận diện sớm những yếu tố tác động đến thị trường và thực hành dự báo qua công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện. Để tìm hiểu thêm thông tin, anh chị vui lòng truy cập đường link dưới phần mô tả hoặc hotline Zalo 0942386611. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611.